Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái clip tiếp theo trong cái series ukulele. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta ứng dụng cái điệu disco này vào tất cả những cái bài khác. Ví dụ như là bài Nên Không Được Về nè, Anh Không Đòi Quà nè, Lời Yêu Thương nè, Dù Có Cách Xa hay là bài Mưa Rơi Lặng Thầm. Rồi, mình sẽ ví dụ một vài cái bài như vậy ha. Bài trước thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn cái cách chơi điệu disco rồi, hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để quạt điệu disco cho đúng chuyện hợp âm, rồi chúng ta ứng dụng vào bài này nọ rồi, một cái bài rất là kỹ càng rồi để cho các bạn làm quen với lại một cái điệu mới. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta ứng dụng cái điệu này vào những cái bài khác nữa để cho cái bài nó hay hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Có thể mình cũng sẽ nhắc lại một vài cái điệu khác nữa trong cái bài này, tức là chúng ta sẽ kết hợp nhiều cái điệu mà chúng ta đã chơi qua rồi để mà chúng ta chơi cái bài này ha. Bây giờ ví dụ như là bài Nên Không Thuộc Về. Rồi, các bạn hãy vào trang hợp âm việt.vn rồi chúng ta search cái bài là Nên Không Thuộc Về ha. Nó ra cái tông đô trưởng. Rồi, hợp âm của bài này nó có là đô trưởng nè. Mi 7 thì mình chưa chỉ cho nên là bây giờ mình sẽ chỉ, các bạn chú ý ha. Rồi, ngón này chúng ta bấm vào đây. Cái chưa? Ngón 1 chúng ta bấm vào dây 1 ngăn trên dây 4 ngăn ngăn số 1. Rồi, ngón số 2 bấm vào ngăn 2 của dây 3. Cái chưa? Rồi, cuối cùng là ngón này bấm vào ngăn này. Đó, ba cái. Đó. Các bạn chỉnh dây cho đúng rồi sau đánh giống như mình. Là ok. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bài ha. Bài này thì chúng ta đánh disco, mỗi một âm chúng ta đánh một lần cái điệu disco. Chỉ bốn âm thôi. Do, mi 7, xong rồi, la thứ rồi xong đó tới pha chưởng. Rồi, chúng ta vô bài như thế này. Bùm chát đập chát ki. Đó, chúng ta đánh bùm chát đập chát là bốn nhịp rồi đúng không? Cái nhịp số 5 là mình hát chữ kỷ niệm ha, mình bắt đầu mình hát chữ kỷ. 2 3 bùm chát đập chát kỷ niệm quá. Sau đó chúng ta qua mi chữ mi 7. Kỷ niệm quá khiến tim một người đau, một người bỏ lại phía sau, một tình yêu giống như là mơ, mà vì sao chỉ còn mình tôi mãi chờ. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần rap thì thật ra cũng đánh y chang vậy thôi. Chúng ta đánh nè. Tôi mãi chờ bạn này chiều đây, anh nơi đây em cứ luôn luôn chờ vì những tình hôm qua nó có ngờ giờ đã trôi theo mây về ai có những lúc thở dài tôi chợt buồn và chợt nhớ đến ai bao yêu thương luôn qua các thời gian chờ một ngày tôi đã thấy sớm đi anh biết có lúc ta rời xa. Đánh xuống vậy. Vì anh biết nước mắt đã hết khi người mỉm cười và tình yêu anh đã cố gắng khắc giữ nói em oh baby girl. Tức là chúng ta sẽ đánh hai lần cái pha là xuống lên chặn lên nghỉ lên chặn lên sau đó xuống ngay cái pha dừng lại đó. Sau đó chúng ta hát vì mình hãy cứ sống thế là chúng ta vô lại cái hợp âm đô trưởng lại cái vòng hợp âm ban đầu là đô mi 7 và la thứ sau đó chúng ta qua pha. Đó, cái bài này chúng ta đánh nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, bài đầu tiên để cho chúng ta bắt đầu làm quen những cái kiểu khác. Các bạn hãy cố gắng đánh cho thật chắc cái điệu disco ở cái bài trước đó nha. Rồi sau đó chúng ta qua bài này chúng ta mới hiểu chứ không thôi là các bạn sẽ nói là tại sao mình hướng dẫn quá nhanh như vậy. Là tại vì đơn giản tất cả mình đã hướng dẫn ở trước rồi. Và bài này mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta vào bài, những cái hợp âm mới hay là những cái chỗ nào đoạn nào chia đôi không chia đôi gì đó thôi. Rồi, ok, bài này như vậy là xong ha. Mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cái bài tiếp theo là bài Anh Không Đòi Quà. Anh Không Đòi Quà thì còn dễ hơn nữa. Chúng ta sẽ có những hợp âm rất là quen thuộc là la thứ nè, rê thứ nè, son trưởng, đô trưởng, đơn giản vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ vào bắt đầu là anh đi đẹp trai đây đại gia đây nhà giàu tên tiêu ta ga xây xin hồ bơi để nuôi cá oh, anh thì nghèo khó tiền chẳng có nhà nghèo vì mẹ đâu có cho xây xin công viên để nuôi chó oh, 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 anh đây khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền. Các bạn có thấy là mình chơi rất là đơn giản không? Tức là mình chỉ có thể đánh là xuống lên chặn lên chọn mỗi một cái hợp âm như vậy. Chúng ta vào bài là 2 3 anh
anh thấy đẹp trai là chúng ta vào ngay lập tức luôn. Đó, rất là dễ dàng. Rồi cái bài này là chúng ta đánh disco đúng không? Các bạn nếu mà các bạn biết cái đã từng tập qua những cái bài trước, chúng ta đã từng tập và điệu shop chẳng hạn, chúng ta cũng có thể đánh được điệu shop luôn. Anh này đẹp trai này đại gia này nhà giàu tiền tiêu ta ga. Đó, bạn nào chưa xem thì xem lại bài trước rồi hoặc là cái bài cái điệu slow shop ha. Anh này đẹp trai này đại gia này nhà giàu tiền tiêu ta ga. Xây dựng công viên để nuôi gà. Theo 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 anh thì nghèo khó tiền chẳng có nhà nghèo đâu có cho. Đều chơi được hết ha. Cái bài này thật ra chỉ đơn giản như vậy thôi, tức là nó chỉ có bốn hợp âm là thứ nè, rê thứ, sau đó qua son trưởng, đô trưởng. Mỗi một hợp âm chúng ta đánh hết một lần 8 cái. Xuống lên chặt lên nghỉ lên chặt lên. Đó, hoặc là chúng ta đánh điệu kia thì là bùm chát đập chát chát đập chát, hoặc là điệu slow sub xuống xuống lên xuống lên, y chang như vậy thôi, chúng ta chơi được hết bài đó, chẳng gì khó khăn cả. Rồi chúng ta sẽ đến với lại bài lời yêu thương ha. Rồi bài lời yêu thương này chúng ta chơi trên tông rê trưởng luôn thêm. Rồi tông rê trưởng thì thật ra cũng chả có gì hết, đối với lại bài này thì nó chỉ có những cái hợp âm là rê trưởng nè, son trưởng, la trưởng. La trưởng thì mình chưa chỉ cho nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn bấm la trưởng ha. La trưởng rất là dễ, chúng ta bấm ngón 1 vào đây. Đó. Rồi ngón số 2 chúng ta bấm ở trên đây. Đó, 1 nè, 2 nè, 1 nè, 2 nè. Đó. Có hai ngón đó bấm thôi. Đây là la trưởng, rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, thì bài này ha chúng ta sẽ chơi cái điệu ví dụ như chúng ta chơi điệu sớp trước đi. Ở đây đọc. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm và mặt trời đó đổi điệu về trên nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa là lời đó. Bài này thì chúng ta có thể kết hợp hai cái kiểu đó vô, chúng ta chơi chung vô một bài. Tức là mỗi một lần mà chúng ta đổi hợp âm thì chúng ta sau khi chúng ta đổi hợp âm đúng không? 2 3 chúng ta đánh từ cái rê đổi qua cái son thì lúc đó chính là cái lúc mà chúng ta đổi cái điệu luôn. Ví dụ nè. Đổi nè. Thấy không? Đổi nè. Đổi nè. Cái này chẳng có gì khó khăn các bạn, tặng qua là nếu mà bạn nào làm không được thì là do các bạn chưa có nhuyễn điệu thôi. Thì các bạn, mình khuyên các bạn là chỉ cần lật lại những cái bài cũ chúng ta tập cho nó nhuyễn, thật là nhuyễn điệu rồi chúng ta đổi được thôi. Rất là đơn giản. Giống như bây giờ bình thường á, mình hay cầm cái điện thoại bằng tay trái, mình quen rồi đúng không? Thì bây giờ mình tập cầm bằng tay phải, đúng không? Cầm tay trái lên, xong giờ đổi xuống cầm tay phải. Đơn giản vậy thôi, tức là chúng ta phải làm cho nó quen từng động tác thì chúng ta bắt đầu chúng ta đổi được. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ tập cho quen một cái điệu shop trước, tập cho quen điệu disco, sau đó chúng ta mới tập đổi được. Rồi, bài này thì rất là đơn giản ha. Mình sẽ có cái đoạn là đánh hai lần cái rê, là cái đoạn mà đôi môi cười hoa thắm tiếp tục, và mặt trời cũng là một cái rê nữa thôi. Đôi môi cười hoa thắm tiếp tục rê luôn. Và mặt trời, tức là cái chỗ đó chúng ta đánh thêm một lần nữa cái điệu với cái hợp rê. Mình cứ tưởng tượng như rê thứ chuyển qua rê, ấy rê trưởng chuyển qua rê trưởng gì đó. Thì các bạn đánh rê trưởng chuyển qua son trưởng như nào thì chúng ta cũng đánh rê trưởng chuyển qua rê trưởng y chang vậy thôi. Chẳng có gì khó khăn hết. Rồi, cho với cái câu tiếp theo á là cái câu mà mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa lại lơi, cũng là hai cái rê liên tục luôn. Mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa là lơi, thêm lần nữa thôi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Rất là đơn giản như vậy thôi. Đó, bài này thật ra rất là nhanh, chả gì phức tạp cả. Rồi, mình sẽ đến với bài dù cách xa nha. Bài này cũng khá là lâu rồi. Có lẽ là mình sẽ chuyển cái bài này về tông đô trưởng cho nó dễ hát. Rồi các bạn lên trang Học Âm Việt ha, chúng ta search bài Dù Có Cách Xa. Sau đó chúng ta thấy cái tên là Dù Có Cách Xa nè. Ở phía dưới có phần sáng tác Đinh Mạnh Ninh. Rồi ở phía dưới đó có cái ô đó, có chữ R á, kế bên có chữ B là dấu dáng. Chúng ta sẽ bấm vào chữ B đó. Đó. Để mà nó sẽ chuyển cái tông nó về rê trưởng, đô trưởng này chúng ta đặt. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngân mơ đắm say, đêm chỉ khôn bối rối, chợt làm nên câu ca, chợt làm mùa xuân qua. Mình giờ thấy trong tay anh nghe mùa xuân nơi đắm say. Ok, rồi cái bài
này cái vòng hợp âm nó chỉ có như vậy thôi. Đô trưởng nè, đánh hai lần, sau đó la thứ đánh hai lần, sau đó là pha trưởng, đô trưởng, rê thứ, son trưởng, rất là bình thường. Rồi bây giờ mình thử nha. Ngày hôm qua em chợt mà làm tới, chợt làm ngăn ngơ đắm say, em chỉ còn bối rối. Đó, hai lần cái la, hai lần cái đô, rồi mấy cái kia đó bình thường. Chợt làm nên câu ca, chợt rồi mùa xuân qua, đừng rời tay chấm tay, anh em mùa xuân người đắm say, và rồi em đi thật xa. Đó, cứ như vậy thì chúng ta chơi hết bài thôi ha. Rồi, bài này thật ra là có một số bạn cũng chơi âm khác, ví dụ các bạn chơi vào âm ca nông, ví dụ là ngày hôm đó đô 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 son 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 la 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 mi 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 fa, cái đó cũng chơi được luôn bạn, chẳng sao hết. Ở đây thì mình thấy trong trang học âm Việt nó hướng dẫn vậy, thì để mình hướng dẫn cho các bạn theo một cái kiểu như vậy để cho nó thống nhất cái cách để cho các bạn chơi cho nó dễ thôi. Rồi các bạn cũng có thể chơi cái kiểu này. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngăn ngơ đắm say, đẹp chưa còn môi rồi, chợt làm nên như vậy chúng ta chơi hết bài, chẳng có gì khó hết. Rồi bài này không có chia đôi hay cái gì phức tạp cả, chỉ có hai cái đoạn đó là nó đánh hai lần, thì qua những cái đoạn sau đó đổi cái lời hát chúng ta cũng đánh y chang như vậy luôn, cũng hai lần đô, cũng hai lần la, đó chẳng có gì khó khăn hết. Rồi bây giờ tới bài cuối cùng là bài Mưa Rơi Lặng Thầm ha. Rồi bài này thì hợp âm khá là nhiều nhưng mà cũng chẳng có gì phức tạp cả. Bài này chúng ta chơi trên tông là la thứ nè. Khi cơn mưa sát xưa đi qua, con đường xa cái mi 7 hồi nãy đầu clip mình có chỉ rồi ha. Nè, một cái bấm vô đây, một cái bấm vào đây và một cái bấm vào đây. Đó, bạn nào chưa xem chúng ta lặp lại, chúng ta xem. Đó, ba cái ngón bấm như vậy tạo thành hợp âm mi 7. Rất là đơn giản thôi. Rồi. 2 3 chúng ta sẽ vào là 2 3 ch. Chúng ta đánh trước. Trong cơn mưa. Thấy không? Bùng chát đập. Bùng trong. Chúng ta sẽ đánh là bùng chát, sau đó chúng ta hát chữ trong vô ngay cái lúc mình ta đập á. Bùng chát trong cơn mưa. Khi cơn mưa chứ nó nhầm. Bùng chát khi cơn mưa sắc sơ đi qua. Son 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 đô đô đô. Xong rồi chuyển pha. Trên hàng cây lá rê 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 mi. Xong rồi chuyển la. Trong ưu tư những ngón tay đàn, tôi lắng nghe lắng chiều tàn. Thế thời gian chợt nghe mùa đông. Đó, chúng ta phải chữ đông hay điệp khúc. Chợt nghe mùa rê 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 son, son đô 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 pha, pha rê 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 đô 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 mi. Để tôi tìm quên người trong gió chiều. Đó, đơn giản như vậy thôi. Vậy là chúng ta có thể chơi được hết cái bài này, chả có gì khó khăn cả. Ok, thì cũng giống như là tất cả những cái điệu vui khác ha, thì điệu disco này nó cực kỳ vui luôn, cho nên là chúng ta sẽ không đánh vào những cái bài mà nó buồn ha. Nhất là những bài nào mà nó càng có nội dung sâu thẳm hay là nó đánh chậm, không bao giờ chúng ta chơi điệu disco này vô, trừ khi chúng ta muốn remix nó để cho nó vui ha. Còn ngoài ra là không bao giờ nên chơi điệu disco này khi mà gặp những cái bài buồn. Rồi, cái điệu disco này nó hay ở một chỗ là khi mà chúng ta muốn cái bài nó vui lên một cái là chúng ta chơi disco một cái là nó vui hay. Đó, cho nên là cái điều này rất phù hợp khi mà chúng ta chơi ở hội trại, hội hè này đó, hay là chỗ đông người, thì chúng ta muốn cho không khí nó vui thì chúng ta hãy chơi cái điệu disco này. Đó, rất là đơn giản, các bạn hãy nên tập cái điệu disco này ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo. Các bạn hãy nhớ theo dõi cái series ukulele này nhiều nha.